Chào mừng bạn đến với Thiền và Thương Yêu. Cảm ơn bạn đã dành 15 phút này để nuông chiều và nuôi dưỡng tâm hồn mình. Trong 15 phút tiếp theo, bạn sẽ rời khỏi thực tại và chìm vào sự bình yên trong tâm hồn của chính mình. Hãy chắc chắn rằng bạn đang chọn cho mình một tư thế thật sự thoải mái. Cho phép bản thân hít thở sâu và nhẹ nhàng theo bất kỳ cách nào phù hợp với bạn. Hít vào bằng mũi và thở ra bằng mũi hay bằng miệng đều được. Khi bạn thở ra, hãy chú ý đến cơ thể mình một chút, thả lỏng tâm trí, để tâm trí chìm vào không gian riêng tư và yên tĩnh này. Trong khi nghe dẫn thiền, bạn hãy tưởng tượng ra một bong bóng an toàn và giàu năng lượng bao quanh cơ thể bạn. Bạn có thể liên tưởng đến một chiếc khiên hay một vòng tròn năng lượng bảo vệ. Tập trung vào sự thoải mái và bình yên của bản thân. Hãy cho phép bạn dành thời gian để thư giãn, thả lỏng mọi cơ bắp, thả lỏng cả tâm trí bạn. Hãy tận hưởng sự nhẹ nhõm phi thường khi thả lỏng đầu và cổ, để não bộ ngay lập tức cảm thấy buồn ngủ và lan tỏa cảm giác này đến từng tế bào, từng suy nghĩ và từng hơi thở của bạn. Bây giờ, cơ vai của bạn đang giãn ra. Hãy cảm nhận từng hơi thở dễ chịu khi bạn buông bỏ mọi thứ trong giây phút này. Cứ như vậy, thật yên tĩnh, êm ả, thoải mái và không có bất cứ điều gì làm phiền bạn. Một thiên đường bình yên và dễ chịu. Chậm rãi để cơ thể chìm xuống giường hoặc trên ghế. Hãy nghĩ về những nơi truyền cảm hứng tích cực, nơi bạn muốn đến. Có thể là bãi biển, khu rừng hay ở bất kỳ địa điểm nào khác. Chúng ta sẽ khởi hành đến nơi đó. Hãy thả lỏng toàn thân và tưởng tượng ra nơi ấy. Đã đến lúc nghỉ ngơi và tách khỏi thế giới bên ngoài.
càng đi xa hơn vào vùng đất bình yên đấy. Đôi mắt bạn dần nặng trĩu, bàn tay, cổ tay của bạn càng thư giãn và thả lỏng. Trong vài phút tiếp theo, những âu lo của bạn sẽ được thay thế bằng những thứ mang tính tích cực và tràn đầy năng lượng. Hãy hấp thu thêm năng lượng từ vũ trụ. Khi bạn cho phép cả tâm trí và cơ thể nghỉ ngơi, hơi thở của bạn trở nên sâu hơn và dài hơn. Lồng ngực của bạn được giải phóng để tiếp nhận thêm thật nhiều luồng không khí mát mẻ và trong lành. Bây giờ, tập trung vào hít thở. Từng hơi thở dường như nhẹ hơn, sâu hơn. Giờ đây, toàn thân đều được thư giãn và tâm trí của bạn ngày càng đi lang thang vào nơi bình yên đó. Tâm trí của bạn hoàn toàn mãn nguyện và bạn vô cùng an nhiên vào lúc này. Mỗi hơi thở nhẹ nhàng nâng lên rồi hạ xuống lồng ngực của bạn. Mỗi hơi thở mang lại vô số năng lượng tích cực và phước lành. Mỗi ý nghĩ bạn nhìn thấy và trải nghiệm trong tâm trí của bạn làm dịu đi sự mệt mỏi mà cơ bắp đã phải chịu đựng thời gian qua. Hãy dành một chút thời gian cho chính bạn. Bạn đã nghỉ ngơi đầy đủ và đã sạc đầy năng lượng. Bây giờ là lúc để cài đặt tư duy tuyệt vời của bạn. Khi tỉnh dậy, bạn sẽ tử tế hơn với chính mình.
vì khi bạn tỉnh táo, hoạt động với cường độ hợp lý và thoải mái, bạn sẽ lưu tâm đến mọi thứ xung quanh mình. Bạn minh mẫn, tập trung và bình tĩnh trong mọi việc bạn làm. Chúng ta hãy đếm ngược từ 10, đưa bạn trở lại một nơi yên bình trong tâm trí. Mười, hãy cảm nhận bạn đang thư thái như thế nào. Mang theo cảm giác đó khi bạn tỉnh dậy. Chín, mọi suy nghĩ của bạn đều tràn ngập tích cực. Tám, bạn lý trí, rõ ràng và rất tập trung. Bảy, bạn lựa chọn nhịp độ làm việc của chính mình. Sáu, bắt đầu tập trung vào cơ thể, cảm nhận rằng cơ thể bạn thư thái và rất bình an. Năm, ý thức của bạn dần tỉnh dậy. Sự tĩnh lặng mà bạn cảm thấy ngay bây giờ sẽ đồng hành với bạn tới cuối ngày. Bốn, hít thở sâu để đánh thức tâm trí và cơ thể của bạn. Ba, đừng để sự tĩnh tâm của bạn bị phân tán. Hai, mở mắt ra, cảm nhận sự yên bình và thoải mái. Một, hít thở sâu. Bạn tỉnh táo, sáng suốt, tập trung, bình tĩnh và thư giãn. Bạn có thể quay trở lại không gian an toàn này bất cứ lúc nào bạn cần. Đây là nơi cung cấp năng lượng và khơi dậy sự bình yên trong tâm hồn bạn. Cảm ơn bạn đã lựa chọn kênh Thiền và Thương Yêu. Xin chào và hẹn gặp lại tại buổi thiền tiếp theo.